Uống cái này của ta, nhanh say hơn một chút. Tần Tần truy hung. Các hạng đều giáp à? Phải, thưa đại nhân. Nghe Dương Thước nói ngươi muốn làm văn chức, thi chức muốn làm bộ khoái hơn. Tại sao? Thi chức muốn phạt kẻ có tội, trừ bạo an lương. Nói hay lắm, bây giờ đã đến lúc ngươi thi triển quyền cước rồi. Đúng như thi chức mong đợi. Cứ điều ngươi đến Trấn Thường Lạc đi. Cái gì? Dân tình chất phát, là dùng quê yên ổn, hoàn cảnh ưu nhã. Thì chứ có thể ở lục phiến môn không? Không được, Nam Kinh. Không được, vậy thì thi chức vẫn nên làm văn chức thôi. Cũng không được, là thi chức cũng đến nơi nguy hiểm. Nói vậy, thánh thượng anh minh thần dũng, dưới sự thống trị của Đại Minh triều ta, làm gì có chỗ nào nguy hiểm nhất? Huống hồ điều lệ của lục phiến môn đã quy định rõ ràng, không được có nữ bộ khoái nhậm chức. Làm gì có điều lệ như thế? Ta vừa đặt ra, đại nhân qua loa như thế, sợ khó mà phục chúng. Vậy cứ hỏi xem họ nghĩ thế nào. Đại nhân anh minh. Ta biết ngươi rất ưu tú, nhưng nữ bộ khoái ưu tú như ngươi đem mặt mũi của đám nam nhân này để ở đâu chứ? Thi chức tuân lệnh. Lệnh điều chức của ta đã có. Có thể phải rời khỏi lục phiến môn một thời gian. Ta bị sắp xếp cho xuống nông thôn làm bộ khoái. Không phải ta đã nói với muội rồi sao? Bảo muội làm văn chức mà. Phải. Nhưng ta vẫn muốn giống như cha ta, là một bộ khoái. Nhưng chẳng phải cha muội đã hy sinh rồi sao? Thân là một bộ khoái thì nên gặp phải các loại nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị hy sinh. Không chỉ là ta, huynh cũng thế. Huynh cũng có khả năng hy sinh. Tất cả các vị ở đây cũng có khả năng hy sinh. Ta đang lo lắng cho muội. Muội nói xem, muội chạy đến nơi xa xôi như vậy để làm bộ khoái, lỡ như muội xảy ra chuyện gì, sao ta bảo vệ được? Võ công ta cao hơn huynh. Được, ta không tranh cãi với muội. Bây giờ có hai con đường. Hoặc là muội đừng làm bộ khoái nữa, hoặc là chúng ta cứ rời xa nhau. Muội chọn đi. Ta... Đại nhân, đây là y phục tìm thấy bên bờ sông, hẳn là của người chết. Gần nhìn xem, cũng không có gì. Cũng chẳng có gì. Cũng chẳng phải không phát hiện khác thường sao? Không sai. Đây là vì lúc nạn nhân còn sống đã bơi dưới sông, không cẩn thận chết đuối, là một tai nạn. Chờ đã.
Nam nhân mặc loại y phục này sao lại có mùi son phấn được? Đây tuyệt đối không phải tai nạn. Luôn luôn học tập chẳng phải rất vui sao? Luôn luôn học tập chẳng phải rất vui sao? Thẩm Bộ Khoái, các bạn từ xa đến không phải rất vui sao? Thẩm Bộ Khoái đến rồi, các bạn từ xa đến không phải rất vui sao? Thẩm Bộ Khoái, ngài là... Ta là tộc trưởng ở đây, Tiêu Kiệt. Biết cô sắp đến, ta đã chuẩn bị phòng thượng hạng cho cô ở quán trọ Bình An. Ở bên đó. Đa tạ. Khách sáo. Bây giờ có hai con đường, hoặc là muội đừng làm bộ khoái, hoặc là chúng ta cứ rời xa nhau. Muội tự chọn đi. Ngươi làm gì vậy? Cô làm cái gì? Ta về cũ. Vậy ngươi có mở khóa không? Cô rảnh ra cho ta. Ta đau. Đau. Rõ ràng là ngươi vào phòng trộm cắp. Thế ta về nha môn. Về nha môn cái gì? Thẩm Ngọc Thiền, Bộ Khoái mới đến. Báo cáo khi nào? Ngày mai. Uống say rồi. Đúng, giấu ở chỗ này trước. Ngày mai thẩm vấn. Thì chưa đến báo cáo công việc. Làm phiền thông báo cho bộ đầu đại nhân một tiếng. Không được. Tại sao? Ngài ấy chưa đến. Hiện giờ Phạm Dân đã tỉnh táo chưa? Phạm Dân? Không có Phạm Dân. Mở cửa nhà lao ra. Phạm Dân đã trốn rồi. Phạm Dân chạy rồi sao? Đúng. Sao ngươi lại mặc y phục bộ khoái? Ta là bộ khoái mà. Thẩm Bộ Khoái, cuối cùng cô cũng đến. Tại hạ là bộ đầu Từ Thành. Thì chức Thẩm Ngọc Thiền, bái kiến bộ đầu đại nhân. Được, theo ta vào đi. Hôm nay đến có hơi trễ. Không sao đại nhân. Không cần cách sáo. Ta nghe nói hôm qua cô đi bắt Thiếu Đình à? Dạ đại nhân. Ta thật sự bái phục thái độ tích cực của cô. Điều cô đến chỗ này thực sự quá ổn khí tài năng. Đào đại nhân, đa tạ. Đại nhân quá khen. Ăn một quả đi. Không ăn. Nhưng phải nhớ kỹ, chỗ này không phải Lục Phiến Môn. Thì chức hiểu rõ.
nhưng bất cứ nơi nào cũng đều phải tuân thủ dân pháp. Nhưng căn cứ thống kê của triều đình, trấn Trường Lạc chúng ta là trấn an toàn ổn định nhất toàn quốc. Tất nhiên cái này không hề có người của gia môn chúng ta có thể điều án qua loa. Ban đầu cũng có người đến từ Lục Phiến Môn đến đây. Hắn tưởng rằng dùng chiêu của Lục Phiến Môn đến đây quản lý trấn nhỏ thôn giả của chúng ta sẽ rất dễ dàng. Nhưng kết quả thì sao? Không được. Cho nên ta cho rằng một chút hiểu làm nhỏ cũng được tính toán. Tại sao? Ta cũng chỉ muốn tốt cho trấn Trường Lạc chúng ta. Được rồi, không nói nữa. Ta đưa cô tham quan nơi này của chúng ta. Nào. Nhà kho. Nhà kho. Phòng binh khí căn bản không dùng đến. Đây là phòng vật chứng của chúng ta. Cái gì cũng không có. Cho nên mới nói làm bộ khoái ở chỗ chúng ta rất ung dung. Các vị đều đến đủ cả rồi. Ta giới thiệu với mọi người một chút. Vì đây là Thẩm Bộ Khoái Thẩm Ngọc Thiền, vừa được điều từ Lục Phiến Môn đến. Bái kiến các chị. Bộ khoái cộng sự đáng tin cậy nhất gia môn Tôn Vũ Lý Đạt. Gia dịch đại vương Sư gia Dương Tiên Sinh. Chào chào chào. Dương tôi con canh cổng. Không có gỗ tác sao? Có. Ở đâu? Ở bên đó. Xem ra bộ khoái mới của chúng ta đến rồi. Chị này chính là Mã tiên sinh đức cao vọng trọng của chúng ta. Mã tiên sinh cũng là thành viên trong hội trưởng lão của trấn và là gỗ tác phụ trách khám nghiệm tử thi của gia môn chúng ta. Hội trưởng lão, đúng, quy tắc của chúng ta đều do hội trưởng lão đặt ra. Gần đây có rất nhiều người không giữ quy tắc. Đây là danh sách liệt kê ra. Hội trưởng lão không hy vọng nhìn thấy bọn họ phá hoại sự yên ổn trăm năm nay của trấn Thường Lạc. Có phải cho họ một chút mặt mũi? Có bọn họ ở đây, chúng ta sẽ rất ung dung. Được rồi. Còn nghi vấn gì nữa không? Xin hỏi đại nhân, chuyện của trong bộ khoái xử lý thế nào? Đã xử lý rồi. Cô không nhìn thấy mọi người đều đang ăn táo sao? Đây là trừng phạt đối với sai lầm nhỏ của hắn. Nhưng đại nhân, đây không phải là sai lầm nhỏ. Uống chút rượu thôi mà, cũng không có gì to tát. Phạm sai lầm không phải nhất định phải xử phạt theo quy tắc của Đại Minh. Nhưng không cần nói nữa, mọi người đều là người mình. Ta vẫn nên nói một chút về nhiệm vụ của cô. Bắt đầu từ bây giờ, cô và Châu Bộ Khoái làm cộng sự, phụ trách tuần tra trong trấn, bảo vệ an toàn của người dân trong trấn. Thì chức không đồng ý. Thế nào, cô xem thường hắn à? Không phải, một mình ti chức là đủ rồi. Không cần phiền đến Châu Bộ Khoái. Cô đừng thấy hắn không có gì đặc biệt. Hắn là có khinh công cao nhất ở chỗ chúng ta. Thẩm Bộ Khoái, phải có ý thức cùng tiến cùng lùi. Chúng ta không tán thưởng tác phong làm việc một mình, có đúng không? Phải. Cô yên tâm, ta sẽ bảo vệ cô. Chúng ta đều mang theo đao. Tại sao cô lại mang kiếm? Quen rồi. Kiếm của cô là kiếm gì? Quả anh kiếm. Quả anh kiếm sao? Người biết hả? Không biết. Có phải kiếm pháp của cô vô cùng lợi hại không? Hay là cô dạy ta việc kiếm đi? Ngươi còn cần ta dạy sao? Thanh kiếm này của cô đã giết bao nhiêu người rồi? Chưa từng giết người. Trong tứ đại danh bổ, ai là thiên hạ đệ nhất? Đều nói là vô tình, nhưng ta cảm thấy hắn là một tên què, chắc chắn không đánh thắng thiếu thủ, có đúng không? Đục phiến môn không có mấy người này. Không phải. Bệt rồi phải không? Không bệt. Uống đi trà đi. Không uống. Tối nay hội trưởng lão muốn cử hành nghi thức quan nghênh cô. Chúng ta cùng đi một chuyến. Được. Tin rằng các vị hiện nay đã phát giác trấn Thường Lạc đã xuất hiện xu thế suy tàn ác quá. Nếu chúng ta không ngăn cản, nhất định sẽ thành quả lớn. Truy xét nguyên nhân chính là đám người ngoài dọn đến nơi này. Rất có khả năng sẽ khiến cho quy tắc đạo đức mà chúng ta đã bảo vệ trăm năm nay hủy trong chốc lát. Phải, chính là ý này. Các chị thật ngại quá, đã đến trễ giờ rồi. Quan ngân Thẩm bộ đầu, đại giá quan lâm. Quan ngân, Trần tiên sinh của chúng ta không phải người bình thường.
Triệu Thiên Sinh là tiến sĩ hai bảng của năm Ất Hợi, nhưng ngài ấy không muốn ở triều đình làm quan mà đã về trấn ta làm một tiên sinh tư thục. Bái kiến Triệu Thiên Sinh. Không dám. Vị này chính là tổng trưởng của trấn Thường Lạc chúng ta, cũng là hội trưởng của hội trưởng lão. Tiêu Thiên Sinh. Đúng, các người đã biết nhau rồi đúng không? Đâu chỉ là quen biết, đã rất thân thuộc. Bái kiến Tiêu Thiên Sinh. Tiêu Thiên Sinh là một nhà nho của trấn chúng ta. Không dám nhận. Triệu Thiên Sinh quá khen rồi. Cả đời của tiểu mổ được dạy kinh thư lý lẽ, lại dấn thân vào võ, thật sự là hổ thẹn với phu tử. Tiên sinh khiêm tốn quá. Ai lại nói vậy? Bà chủ của hàng hoa quả Dung Tẩu. Có tiên sinh dạy dỗ võ công cho bách tính, đám người dùng ngoại ô muốn đục lợi kia làm sao dám làm sằng làm bậy. Gấp chút sức võ mà thôi. Nhưng đối đến người dùng ngoài, Tiêu bổ vẫn phải thay bách tính thỉnh tội với Thẩm Bộ Khoái. Sao Tiêu tiên sinh lại nói vậy? Lúc Thẩm Bộ Khoái mới đến, bách tính toàn trấn không ai biết tình hình, cho nên về việc chào hỏi có nhiều điều không chu đáo. Sau đó được Từ Bộ Đầu giải thích, quá ra Thẩm Bộ Đầu cũng là người có huyết thống thuần khiết với trấn Thường Lạc. Từ nhỏ thì chất lớn lên ở vùng ngoài, mấy chữ quyết thống thuần khiết này thật sự không dám nhận. Huống hồ có thể đại diện cho bách tính chỉ có quan phủ. Tiêu Thiên Sinh tuy rằng là tộc trưởng, tốt nhất vẫn đừng nên vượt quá bổn phận. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều hoan nghênh Thẩm Bộ Khoái. Đúng, hoan nghênh Thẩm Bộ Khoái. Quy tắc của trấn chúng ta, gần đây có người không giữ quy tắc. Bà chủ hàng quá hoa quả Dung Tẩu, Triệu tiên sinh là tiến sĩ hai bảng của năm Ất Hợi, làm sao dám làm sằng làm bậy ở đây? Mới biết Bộ Khoái quá ra cũng là người quyết thống thuần khiết của trấn Thường Lạc. Phải. Ăn táo đi. Không ăn. Vậy ta giới thiệu với cô tình hình trên trấn này. Người bán táo này tên Lão Tiêu, con người rất tốt, trước tới giờ không bao giờ cần thiếu cho người khác. Người này tên Tống Vinh Lộc, là một tài chủ từ vòng ngoài đến, nói muốn mở sòng bạc ở nơi này. Tống lại làm đến nỗi ai cũng không vui. Đó, tiểu nhân Trần Lục dựa vào kể chuyện để kiếm cơm. Ngươi có chuyện gì không? Gần đây tiểu nhân đang viết truyện, muốn lấy các nhân sĩ nổi danh của trấn Thường Lạc làm tư liệu. Nghe nói Thẩm Bộ Khoái luyện võ từ nhỏ, muốn học vài chiêu thức. Xin lỗi, ta đang chấp hành công vụ. Đây là bản thảo của tiểu nhân viết, nếu như cô có hứng thú thì tặng cho tiểu nhân vài câu. Đào, xem thử đi. Được, chúng ta đang tuần tra. Thẩm Bộ Khoái, tuyệt đối phải nhớ xem đấy. Đang tuần tra. Ta nói cho cô biết, tuyệt đối đừng đọc truyện của hắn. Cả trang đều là thành ngữ. Ngươi cũng bài xích người dùng ngoài sao? Ta không bài xích người dùng ngoài, chỉ bài xích Trần Lục này. Viết truyện chẳng ra sao, tổn hại hết mấy sâu tiền của ta. Trường phố đi. Chào Bộ Khoái, thứ cho ta nói thẳng, ngươi có thể đào đường ăn táo lúc đi đường phố được không? Chẳng phải không có chuyện gì sao? Rồi đột nhiên sẽ có tình hình, chúng ta sẽ phải cẩn thận. Ví dụ nam nhân mặc trường bào kia. Thôi đại gia, trong túi hắn căn phòng cộm lên, đó không chừng đang giấu cái gì đó, không thể để người ta biết. Cô nói thôi đại gia à, ngươi lại nhìn nam nhân người hơi thấp kia xem. Ngươi tưởng tượng một chút, tại sao hắn luôn cúi đầu xuống? Vì hắn xấu xí. Có lẽ không muốn người khác nhìn thấy mặt của hắn. Trộm, đuổi theo. Đứng lại, theo ta về nha môn. Tránh ra. Tránh ra. Đứng lại. Tất cả tránh ra. Tránh ra một chút đi. Tránh ra. Đứng lại. Tránh ra một chút đi. Tất cả tránh ra. Đại nhân, đại dân tha cho ta, ta không dám nữa đâu. Ta không dám. Làm sao đây? Đưa về nhà môn tra hỏi. Được, đưa qua đây. Thank you.
vụ án đầu tiên của huyện. Đáng chúc mừng đấy. Cô xem, Tiêu tiên sinh tới rồi. Tiêu tiên sinh đến nghĩa là sao? Thẩm bộ khoái, tiểu bổ cho rằng trước kia phá vỡ tỷ lệ phạm tội là số 0 của Trấn Thường Lạc, có thể tha thì tha, cũng có thể bỏ qua cho hắn một lần đi. Theo luật Đại Minh, phạm là kẻ phạm tội trộm cắp không thành công, đánh 50 roi không tha, 50 gậy không nghiêm trọng thế chứ? Phải, không phải chỉ là vài cái bánh bao thôi sao? Cũng không đáng bao nhiêu tiền. Có lẽ hắn đã quên trả tiền thì sao? Người xưa nói, người không phải thánh hiền sao có thể không sai lầm. Ta cũng chỉ vì danh dự của Trấn Thường Lạc thôi. Xin thẩm bộ khoái suy nghĩ lại. Không được, dương pháp là dương pháp, phải xử lý theo luật. Xảy ra chuyện gì rồi? Đại dân, Tiêu tiên sinh không muốn xử lý tên trộm theo luật. Giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Không. Phạm dân không xử lý, đã xử lý hai chúng ta đến đây rồi. Ta muốn giống như tứ đại danh bộ của Lục Phiến Môn vậy, chuyên môn làm những vụ án kinh thiên động địa. Trong Lục Phiến Môn căn bản không có bốn người ngươi nói. Thật sao? Đuổi theo. Đứng lại. Chuyện gì vậy? Ta là Thẩm Ngọc Thiền, bộ khoái của Trấn này. Bộ khoái đại nhân, vì sao cản Lưu Mổ lại? Đã đụng phải người, vì sao không xuống xe? Lưu Mổ vội phải đi chuẩn bị tay sương ký. Ta diễn Trương Sinh, ta diễn Thôi Quanh Quanh. Vội đi làm gì cũng không thể đụng trúng người rồi bỏ đi. Không phải là muốn tiền sao? Bồi thường cho bà là được. Ngươi tưởng bồi thường dài đàm là được sao? Lỡ đụng đại nương có mệnh hệ gì, ngươi có biết thế này chính là gây tai nạn xong bỏ trốn không? Bộ khoái đại nhân, ta là trạng sư nổi danh ở các huyện xung quanh đây, Lưu đại trạng. Cô không cần dây dưa với ta. Châu bộ khoái, theo luật Đại Minh, tình hình này xử lý thế nào? Hình như là đưa về gia môn, đánh 100 gậy thật mạnh. Đúng vậy. Đừng, nếu bà thấy chỗ nào không khỏe thì đi khám đại phu đi. Thật sự xin lỗi đại nương, ta cũng không có sao. Cũng trách bản thân ta vừa không cẩn thận. Các ngươi đi, đa tạ bộ khoái đại nhân. Đi bao? Được đấy. Không ngờ rằng cô còn có thể khiến Lưu trạng sư nghe theo răm rắp. Không phải ta. Là cái này, miếng lệnh bài này, nó đại diện cho chúng ta là bộ khoái của triều đình, có quyền ứng phó tất cả những tình huống xảy ra đột ngột. Có ý gì? Ý chính là nó đã cho ta quyền lợi truy bắt kẻ phạm tội, cho nên ta cảm thấy ngươi cũng nên lợi dụng lệnh bài của ngươi cho tốt. Được, sau này ta nhất định dùng cho thật tốt. Đồ để lại cho các ngươi. Cái gì vậy? Lưu đại trạng sư gửi cho hai người hai tấm thiệp mời, mời hai người tối nay đến hiến diện xem tay sương ký mà hắn diễn, nói là bày tỏ xin lỗi. Người này khá đáng tin đấy. Không đi. Đúng, không đi. Đại dân, Thẩm bộ khoái, đúng lúc hai người vẫn chưa đi. Đại nhân có việc gì? Hai người các ngươi có thể đại diện cho chúng ta đi tham gia buổi biểu diễn của Lưu Sinh và Hoa Phu Nhân không? Dạ, đại dân. Hay. Hay, hay lắm. Hay, hay quá.
Phải, rất hay, rất hay. Hát kịch nghệ không tệ, rất hay. Đi thôi. Thẩm Bộ Khoái, kịch thì xem xong rồi, nói chút gì đi. Tự cho ta viết vào truyện của ta. Những gì ta muốn nói đều nói cho Châu Bộ Khoái rồi. Châu đại ca, Trần tiên sinh, lỗi chính tả trong truyện đã sửa xong hết chưa? Cái này đoạn kịch vừa rồi có phải rất khó nghe không? Phải. Quả thật là vậy. Nữ nhân lên sân khấu vốn dĩ đã không hợp quy tắc, huống hồ kỹ thuật khác còn rất kém. Thẩm Bộ Khoái, rất vui vì có thể để mặt đến xem kịch của ta. Vẫn phải đa tạ lời mời của Lưu tiên sinh và thê tử. Hắn không phải tướng công của ta. Đúng đúng, bọn ta chỉ hợp tác để làm ăn thôi. Phải. Sông Bạc không tiếc số tiền lớn mời qua phu nhân đến, xem ra lần này là nhất định phải được. Mấy người bọn ta phát tài nhờ đồ quý, đến lúc đó vẫn phải mời tiên sinh ngài giúp đỡ nhiều hơn. Đó là đương nhiên. Nhưng Trấn Thượng Lạc dân tình chất phác, nếu có người chỉ vì kiếm tiền mà làm hỏng đức hạnh, vậy thì phải cẩn thận đấy. Trương Sinh, Quanh Quanh, hai người hát không tệ đấy. Đào Đào, tối nay ta mời mọi người uống rượu. Mời. Được, đi. Lão ông, mời ngài. Cũng mời hai vị. Đào, tủ lượng không tốt. Được, vậy sau đây gặp lại. Đi thôi. Thẩm Bộ Đầu. Thẩm Bộ Đầu, sao mới đó mà cô đã đi rồi? Mau cùng Lưu Bổ vào uống vài ly đi. Tôi giới thiệu ông chủ Tống cho cô quen biết. Lưu tiên sinh có lòng rồi. Ngày mai bọn ta vẫn còn công vụ, không tiện ở lại. Được, vậy Lưu Bổ không tiện giữ lại nữa. Chuyện lúc sáng, quả thật Lưu Bổ có hơi lỗ mãn, xin Thẩm Bộ Đầu bỏ qua cho. Không sao, lần sau chú ý một chút. Vậy cáo từ. Không sao, lần sau chú ý một chút là được. Thật lợi hại. Nhưng mong đây là lần cuối cùng gặp hắn. Uống cái này của ta. Cô đó. Ai vậy? Rất rõ ràng, tối hôm qua hai người họ đã đi từ chỗ này qua, không cẩn thận rơi xuống ngã chết. Tên lưu sinh này bình thường thích giết phóng xe ngựa thật nhanh. Người xem, lần này xui xẻo rồi đấy. Người đến xem cao như vậy, không ngã chết mới lạ đấy. Làm sao đây? Ta hỏi này Thẩm Bộ Khoái, cô có cao kiến gì không? Trước tiên phong tỏa hiện trường, tránh cho bách tính đi qua kinh sợ, rồi để Mã tiên sinh đến khám tử thi. Được. Xảy ra chuyện gì? Xe ngựa rơi từ trên núi xuống.
thật đáng thương. Tay Sương Ký sao lại thành Lương Chúc rồi? Tiêu tiên sinh, Trường Lạc Trấn, trong một ba trăm đại địa phương, xuất hiện trong một đại ý ngoại, hay có gì bí mật à? Sư tôi chỉ nhận, tại không hiểu rõ sự kiện lai lông quy mạch trước, Giáo Tiên sinh vẫn không mạo nhiên để cái án định tính là ý ngoại. À. Cô nói xem, tại sao không thể quy là tai nạn? Bởi vì tai nạn không có hung thủ. Thẩm Bộc Khoái, đừng nói chuyện giật gân nữa. Đừng cứ muốn phá hủy vụ án lớn giết người nữa. Dân tình Trấn Thường Lạc chúng ta rất chất phác đấy. Hơn nữa rất an toàn. Đúng vậy, ta chỉ muốn nói với các ngươi, sự gì không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Chuyện gì mà không đơn giản nhìn thấy chứ? Đúng. Hơn nữa, bà tiên sinh đã nói đây là tai nạn, làm gì có hung thủ gì. Chúng ta nên điều tra từ chỗ Lưu Sinh, một người dùng ngoài với hắn, gần đây thường xuyên ra vào Trấn Thường Lạc. Hắn có mục đích gì? Không phải hắn không biết thái độ của Bách Tính đối với người dùng ngoài. Cô có ý gì? Ý cô là bọn ta đọc miệng ác lời với những người dùng ngoài phải không? Các người đã đọc miệng ác lời với người mình đấy. Câm miệng. Tóm lại, chúng ta nên điều tra Lưu Sinh và Qua Phu Nhân cho kỹ. Hai người họ từng ngoại tình, chắc chắn là giết nhau vì tình. Có khả năng này, vậy nên chúng ta điều tra được phu nhân của Lưu Sinh. Thế tử của Lưu Sinh chết từ lâu rồi. Đúng vậy. Vậy cũng không loại trừ có tình huống khác. Được. Tình huống gì? Có ghi điểm gì? Cô nói xem. Đúng, nói thử xem. Trên đường núi không có dấu vết thắng xe. Dấu vết gì? Không có dấu vết thắng kim xe ngựa. Các người không cảm thấy kỳ lạ sao? Không có dấu vết thắng xe thì chứng minh trước khi xe ngựa rơi xuống vách núi, bọn họ không hề làm bất cứ hành động nào để giữ mạng. Đạo lý đơn giản như vậy, không cần nghĩ cũng biết. Hai người cạn lời được đúng không? Gặp phiền phức rồi sao? Đại nhân, ngược lại thì hai người họ rất phiền phức đấy. Thẩm Bộc Khoái, vụ án này giao cho ta, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Dạ, đại nhân. Được rồi, không còn sớm nữa. Tất cả về đi. Được rồi, đừng tranh chấp với ngày ấy. Ta mời, chúng ta đi uống vài ly, giải tỏa tâm trạng. Ở đây. Hai vị khách quan muốn gọi cái gì? Hai giờ rượu. Được, ta muốn một bát. Được, đến cũng đến rồi, uống thoải mái đi. Hai bát. Hai giò. Được, đào, cạn. Sao vậy? Trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện vụ án à? Ta thật không hiểu. Vụ án này nhiều điểm khả nghi như vậy, tại sao bọn họ không nhìn ra chứ? Ta bái phục cô điểm này. Chuyện mà người khác nhìn thế nào cũng không ra, cô nhìn một cái là ra. Cô ở Lục Phiến Môn có phải cũng rất ưu tú không? Chuyện của tứ đại danh bộ chắc chắn cũng căn cứ vào cô mà giết đúng không? Có đúng không? Đúng không hả? Thật ra ta cũng rất tò mò. Tò mò cái gì? Một tiểu cô nương như cô, tại sao lại muốn làm bộ khoái? Bởi vì cha ta, cha cô, trước kia cha ta là bộ khoái. Vậy bây giờ cha cô, ta ra đời không bao lâu thì cha ta đã qua đời. Xin lỗi. Từ nhỏ ta đã theo sư phụ, lớn lên ở núi Khuyết Dân. Dáng vẻ cha ta thế nào, ta không có một chút ấn tượng nào cả. Nhưng mà ta nhớ, lúc còn sống, ông ấy từng mua cho ta một con búp bê giải. Ta làm mất rồi. Cha của cô mất sớm,
Quả thật rất đáng tiếc. Cha ta hy sinh vì nhiệm vụ. Không phải. Vậy tại sao cô còn làm bộ khoái? Có lẽ làm vĩnh viễn cũng không diệt trừ hết kẻ xấu. Cũng chính vì như thế mới có sự tồn tại của bộ khoái chúng ta. Tuy rằng cha ta hy sinh, nhưng ta tin tưởng năm đó cho dù dưới tình hình nguy hiểm nhất, ông ấy cũng chưa từng khuất phục. Linh hồn của ông ấy ở trên trời tuyệt đối không hối hận. Đã từng làm một đại anh hùng đội trời đạp đất. Đâu? Cạn đi. Thật ra tôi rất bái phục ngươi. Thật đấy. Được rồi, nói về ngươi đi. Tại sao ngươi là bộ khoái? Ta sao? Cái này cũng không biết. Có lẽ bởi vì ta biết bay. Ta cảm thấy là một bộ khoái tốt thì phải ứng phó được với các loại tình huống vào bất cứ lúc nào. Học cách tìm kiếm những chứng cứ hữu dụng để phá án. Nếu theo như cô nói, vậy thì có thể là bộ khoái tốt rồi à. Phải dùng tâm. Xong rồi. Cả đời này của ta chưa từng dùng tâm. Đoán chừng chắc chắn ta không làm được bộ khoái tốt rồi. Ta vẫn nên chết đi cho rồi. Ngươi làm gì vậy? Cái này ta chế ra từ son và mật ong đấy. Có giống không? Chỉ biết làm những thứ vô dụng. Ai nói vô dụng? Nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm, nói không chừng chúng ta còn có thể tự vệ. Dựa vào công phu của ngươi còn muốn tự vệ sao? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có không tin. Ta còn biết ám khí đấy. Có tin không? Đâu đâu, tối nay chúng tôi uống say mới thôi. Đâu? Đâu đâu đâu. Thẩm bộ khoái, Tiêu tiên sinh. Ông chủ Tống. Ông chủ Tống. Ông chủ Tống, chắc cô gặp rồi đúng không? Đã gặp. Bái kiến bộ khoái. Vừa rồi bọn ta còn nói đến chuyện của Lưu Trạng Sư đấy. Lưu Trạng Sư là bạn hữu tốt nhiều năm của ta. Nếu như lần này không phải ta bảo hắn cùng hợp tác, chắc chắn sẽ không gặp chuyện này. Người cũng đã mất, chúng ta vẫn nên vì cái chết của họ mà uống một ly đi. Hẳn là phải vì tưởng niệm bọn họ nên uống một ly. Ông đừng tưởng ta không biết các người đang suy nghĩ cái gì. Ta nói thật cho ông biết, cho dù không có Lưu Trạng Sư và Hoa Phu Nhân, sòng bạc nhà ta vẫn mở được như thường. Khổng Tử nói, kim tiền và địa vị là thứ ai cũng muốn, nhưng dùng thủ đoạn bất chính mà có được, không thể hưởng thụ. Chuyện cờ bạc vốn đã là chuyện trái đạo lý. Nếu bách tính toàn trấn đều u mê gì đó, vậy sẽ dẫn thành quả. Chi bằng ngươi nên nghe lời của Tiêu Bổ, suy nghĩ xem ở vùng này ông bớt nói vài câu đi. Ông muốn xây từ đường
đến chỗ khác mà xây. Đất là đất của ta, ta muốn làm gì thì làm. Cho dù ông là tộc trưởng thì ông có thể làm gì ta? Vốn dĩ còn muốn mời Thẩm Bộ Khoái kết giao với ông chủ Tống một chút, kết quả khiến cô chê cười rồi. Không sao. Nhưng thế nào? Không có gì. Không có gì. Dắt chân, chậm chậm thôi. Mang dắt chân lên, chậm thôi. Được. Đa tạ. Không cần tiễn. Cho các ngươi tiền uống rượu. Đa tạ. Tiền thối lại cho ngươi. Sao? Sao còn tiền thối nữa? Cáo từ. Xin cáo từ. Thối tiền. Căn nhà này của hắn không tệ. Cô nói xem, nếu chúng ta có căn nhà lớn thế này thì tốt biết bao. Đi thôi. Cô nói xem, nếu chúng ta uống say như hắn, ngày mai chắc chắn không tỉnh lại được, đúng không? Chúng ta đi đâu đây? Ta về nhà, ngày mai gặp. Hay là chúng ta đi xem kịch đi? Không đi, không còn sớm nữa. Buổi sáng Lưu Sinh vừa hát ở chỗ này, nói không chừng có thể phát hiện cái gì đó. Đi. Ai? Người đâu? Có thích khách. Người đâu? Người đã tới đây. Hay. Đừng suy nghĩ nữa được không? Nếu đã đến rồi, chúng ta cứ yên tâm ngồi đây xem kịch đi. Đến đã nửa ngày rồi, manh mối gì cũng không điều tra ra. Đừng có xị mặt nữa có được không? Đào Đào, mau ăn quýt đi. Đào, mau mau. Người đã nói Lưu Sinh. Hay. Giết người rồi. Người đâu mà tới đây? Giết người rồi. Giết người rồi. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng đi. Hay, hay lắm. Hay. Thật không tệ. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao có người bắn pháo bông rồi? Có thể. Có chuyện tốt gì đấy? Chuyện tốt gì? Cô có người trong lòng không? Không. Ta hỏi cô có đói không? Đói thì ta đưa cô đi ăn. Không phải,
Ta đang nói câu lúc nãy kìa. Cô có người trong lòng không? Trước kia có, vậy bây giờ? Không có. Không có. Vậy ta bảo vệ cô. Võ công ta cao hơn ngươi. Ta đưa cô về. Sao vậy? Ta biết đường về nhà. Ta thấy là ông chủ Tống này uống rượu nhiều quá, không cẩn thận rơi vào ao nước chết đuối. Thật đáng tiếc. Ngươi nói xem, có nhiều tiền như vậy để làm gì? Tiền vẫn có, ngươi lại không còn. Cho nên mới nói uống rượu nhất định phải vừa phải. Đặc biệt là ngươi đấy, cho một khoái. Sau này bớt uống rượu đi. Và ta không có ao nước, nhưng ngươi cũng không có tiền. Ta... Thẩm Bộ Khoái có cao kiến gì không? Ta cảm thấy phải phong tỏa hiện trường, đừng khiến mọi người hoang mang. Được, cứ làm vậy. Được. Từ sau khi cô đến, chỗ chúng ta có luôn xảy ra chuyện. Cô nói xem, có phải vì bác tự của cô không hợp với bọn ta không? Táo của ngươi đâu? Tiêu tiên sinh. Ngươi nói xem, có phải Tống Dinh Lộc bị mưu sát không? Có khả năng này. Vậy chúng ta phải thẩm vấn. Hai người cuối cùng nhìn thấy Tống Dinh Lộc, đúng không? Đúng vậy. Ngươi có ý gì? Không phải cô nói là mưu sát hay sao? Vậy thì chắc chắn chúng ta phải điều tra hai người sau cùng nhìn thấy Tống Dinh Lộc rồi. Đúng. Hai người đó hình như chính là hai người đúng không? Buồn cười sao? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã chết ba người. Chắc người cảm thấy buồn cười sao? Thần bộ đại nhân của ta, đây đều là tai nạn. Tai nạn ngày ngày đều có. Người chết đều quen biết nhau đấy. Đám người dùng ngoại ô này quen biết nhau. Cô cũng quen biết họ. Có phải ta cũng nên nghi ngờ cô không? Đúng vậy. Ngươi có ý gì? Đừng chấp nhất với bọn họ. Đừng để ý họ. Thẩm Bộ Khoái, đừng quá căng thẳng. Ngày mai phải tiến hành nghi thức tế tổ. Đừng để tế tổ tông nhìn thấy chúng ta giăng gió mặt bài. Dạ, đại nhân. Tổ đức để lại truyền đi xa, ân huệ tổ tông chạy tám phương, phong phạm hiếu tổ tự giang dội, hợp tập hòa thuận người tài dựng, đội trời đạp đất ai ai cũng tốt, gia cửa được hưng thịnh, thiên thần danh dân về thiên đường, địa sát mau chóng. Thẩm Bộ Khoái, chuyện gì? Nếu có hung thần cùng ác đều ở dùng kê. Thẩm Bộ Khoái, sự là thế này. Ta muốn nói với cô về chuyện của ông chủ Tống. Ông chủ Tống, đi theo ta. Đi. Thẩm Bộ Khoái. Đại nhân, cô muốn đi đâu? Ti chức có chuyện quan trọng phải làm. Chuyện gì mà quan trọng hơn cả tế tổ? Không thể đi. Dạ, đại nhân. Đến Thuyền Sĩ Cát ở bên ngoài chờ ta. Được.
一拜，一拜，二拜，一拜。三拜，三拜。他人就人呢？làm sao vậy? Chuyện gì vậy? Sao vậy? Đập chết người kia rồi. Đi nhìn xem. Được rồi, tất cả về đi. Chết người rồi, giải tán. Bộ đồ đại nhân. Tôi chỉ cho rằng những chuyện này có liên quan với nhau. Đám người Trần Lục có khả năng chết vì mưu sát. Lại đỡ rồi. Người cuối cùng nhìn thấy Trần Lục không phải là cô sao? Đúng vậy, ta cảnh cáo hai người. Được rồi. Thẩm Bộ Khoái, cô thật sự cho rằng đây là hiện trường gây án? Đúng vậy, đại nhân. Được, rất tốt. Lý Đạt, Tôn Vũ, đại nhân, lập tức điều tra tất cả những người tham gia tế tổ. Tất cả mọi người sao? Đại Ngưu, phong tỏa hiện trường. Dạ. Dương To Con, lập tức tuần tra tất cả con đường xung quanh. Dạ, Dương tiên sinh. Tôi lập tức chỉ cha bông gọi Mã tiên sinh. Tuổi tác ta lớn rồi. Thẩm Bộ Khoái, Trần Bộ Khoái, có tư chức. Các người phải biết làm sao rồi đấy. Cô thật sự cảm thấy đây là mưu sát? Ta chỉ nói có khả năng này thôi. Ta tin cô nói đúng. Sao ta không tin cô vậy? Thần Bộ, có phát hiện gì không? Ta phát hiện vào ngày mưa gió này, bọn ta nên ở nhà uống rượu, chứ không phải ở đây điều tra hiện tượng. Đến nhà Trần Lục chưa? Có nhìn thấy truyện của hắn không? Khắp nhà hắn đều là truyện. Muốn xem thì cô đi đi. Đây là chức trách của các ngươi. Tôi nói cô biết Thẩm Ngọc Thiền không phải người chết nào đều cần phải cho rằng bị mưu sát. Đúng vậy, bọn ta không rảnh cùng các ngươi ở đây nói chuyện tình yêu. Đi, đi uống rượu. Hay là chúng ta vẫn nên về thôi? Ngươi có ý gì? Dù sao chúng ta ở đây cũng không có chuyện gì. Trần Thiếu Đình, ngươi đã quên ta từng nói với ngươi sao? Ta không quên. Cô từng nói với ta, ta có thể là một bộ khoái tốt, có đúng không? Ngươi có để tâm không? Ta từng nói ngươi cần phải dùng tâm mà làm. Ngươi cần phải ứng phó những tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Phải đi tìm một chứng cứ có thể phá được án. Nếu ngươi không làm được điểm này thì không phải là một bộ khoái hợp cách. Phải. Ta không dùng tâm, ta cũng không làm được bộ khoái tốt. Vậy cô tìm người khác đi. Ai làm được thì làm. So với cái mà lệnh tôn đại nhân đã tặng thì thế nào?
Đây là bản thảo tưởng nhân viết. Thẩm bộ khoái, tuyệt đối nhất phải xem. Đi đi, tránh ra. Chồng bộ khoái, sao vậy? Đa tạ búp bê giải mà người tặng ta, rất giống với con mà cha ta tặng. Vậy thì tốt. Ta đã đến nhà Trần Lục xem mấy quyển truyện đó. Hắn đem tất cả những chuyện xảy ra trên trấn đều dưới thành tiểu thuyết. Ta phát hiện Lưu Sinh qua phu dân, còn có ông chủ Tống. Bọn họ không đơn giản chỉ là quen biết nhau. Cho nên phân tích lại một chút thì có thể phát hiện mối liên hệ của mấy vụ án này. Vậy cô mau đi đi. Ta muốn ngươi đi cùng ta. Ta chỉ là một bộ khoái không biết tiến thủ. Xin lỗi, võ công của ta không cao như cô, không bảo vệ cô được. Ta bảo vệ ngươi. Cô nói gì? Ta biết những lời của ta hôm đó đã làm tổn thương ngươi. Ta lỗ mãng, ta ngoan cố bảo thủ, ta lòng dạ hẹp hòi. Ngươi chỉ ở bên cạnh bảo vệ ta. Ta cũng không biết cảm kích ngươi. Ngược lại còn nói ngươi vô dụng. Nhưng không thể vì sai lầm của ta mà để hung thủ tự do ngoài pháp luật, nguy hại đến an toàn của bách tính. Trong một khoái, ta cần ngươi giúp đỡ. Chờ sau khi những vụ án được kết thúc, ngươi hận ta thế nào cũng được. Bởi vì ta không có tư cách làm cộng sự của ngươi. Ta mới là một bộ khoái không hợp cách. Được được, cô bảo vệ ta. Chắc chứ? Chắc chắn. Đi. Trần Lục. Phải. Tác giả của Hào Kiệt Trấn Trường Lạc. Đúng. Đem sự tích của Trấn làm tài liệu viết tiểu thuyết. Nói tiếp toàn là sai chính tả, đọc lên vô cùng khó chịu. Nhân vật chủ yếu trong truyện là Tống Dinh Lộc, đại tài chủ tử dùng quay ô đến, đã mua một miếng đất ở chỗ này, chuẩn bị mở sòng bạc. Tối hôm đó đã uống đến say mềm. Càng quan trọng hơn là hắn có một hảo bằng hữu Lưu Sinh, đại trạng sư dùng ngoài đến. Phải, ở trong khí chiên đã tham gia buổi chúc mừng khởi công sông bạc. Hát kịch thật khó nghe, không sai. Đánh xe cũng không tốt. Vậy thì chưa chắc, ngoại tình. Chúng ta biết là ai rồi. Qua phu nhân, thôi quanh hát cũng chẳng ra sao. Bọn họ ở dùng ngoài mở sông bạc để mưu sinh. Có thể cũng đã ngoại tình với nam nhân khác. Được Tống Dinh Lộc mời đến sông bạc của hắn, gạ gẫm khách quen. Đúng, cho nên có lẽ thật sự là tai nạn đấy. Tai nạn ngày ngày đều sẽ có đúng không? Đúng. Các người đang làm gì vậy? Không có gì. Xảy ra chuyện lớn rồi. Các người xem. Đến rồi. Thịt kho tàu thơm phương phức, thịt giò đam đào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có hôm nay. Đam đào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có ngày hôm nay. Chúc mừng. Làm gì vậy? Hôm nay là sinh thần lần thứ 20 của châu bộ khoái. Ta bảo nhà bếp làm vài món. Sao ngươi không nói sớm? Không phải chúng ta đang phá án sao? Cô đi đâu vậy? Sao vậy? Chuyện riêng. Dung tổ. Sao thế? Thẩm bộ khoái, ta muốn mua chút hoa quả. Nhiều lắm, từ từ chọn đi. Nếu cô không đến, ta đã chuẩn bị dọn hàng rồi. Sớm già. Phải. Mở mãi cũng không bán được gì hết. Bà là muốn... Ta muốn dọn ra bên ngoài. Tại sao? Ta chỉ nói với một mình cô.
Cô có biết người bị chết đuối kia không? Ông chủ Tống, hắn mua đất của ta, muốn mở sòng bạc. Mảnh đất đó là của bà. Phải. Lưu Trạng Sư đó thay hắn đến thuyết phục ta bán đất. Sau đó ta đã đồng ý. Hắn đã định mua luôn cửa hàng này của ta. Ta ở đây cũng không có họ hàng gì, cho nên ta muốn dọn ra vùng ngoài ở. Nhưng bà là người của hội trưởng lão, tại sao phải dọn đi? Dương tiên sinh ép bức ta quá rồi. Sau khi ông ấy biết ta đã bán mảnh đất đó, nói ta làm vậy là phá hỏng quy tắc, muốn ta thu hồi mảnh đất này lại để cho trống sửa lại làm từ đường. Cô nói xem, ta bán cũng bán rồi, sao thu về được? Tiên sinh nói có cách. Sau đó thì ông chủ Tống chết rồi, mảnh đất đó liền trở thành sản nghiệp của hội trưởng lão. Trước tiên bà đừng nói nữa, chờ ta một lát. Đây vẫn là một tai nạn, rõ ràng chính là mưu sát. Tại sao các người không tin ta? Giống như Lưu Trạng Sư. Đúng, đều giống như những người khác. Cô, mưu sát, hồ sơ phải sửa lại rất phiền phức đấy. Thẩm Bộ Khoái, cô đừng đoán bừa nữa. Đây chính là tai nạn. Người đã dung tẩu tự mình gã vào dao gọt quả sao? Vậy cô thấy sao? Lớn tuổi rồi, chân cẳng không nên quạt, gã vào đâu còn chưa nói chắc được. Đúng, tại sao cô cũng phải nói là mưu sát? Vì lúc đó ta ở ngay hiện trường. Cô nói gì? Cô đến hiện trường làm gì? Ta đi mua quà cho Châu Bộ Khoái. Có gì đáng cười? Ta còn ở hiện trường giao đấu với hung thủ. Cô nói gì? Có lẽ đó chỉ là một tên trộm chặt hay sao? Cô nói hắn là hung thủ. Cô tận mắt nhìn thấy sao? Quả thật ta không nhìn thấy. Nhưng nếu hắn không phải hung thủ, sao phải chống cự? Vì hung thủ đâu? Ta thấy hung thủ đó rất có khả năng là cô. Người nói gì? Đừng rộng vào ta. Đại nhân, Thẩm Bộ Khoái, cô đừng kích động. Cô phải hiểu mọi người. Nhất thời bọn họ vẫn chưa chấp nhận được suy đoán của cô. Dù sao từ mưu sát này thật sự là chống thường lạc chúng ta đã hơn trăm năm không có xảy ra án giết người. Việc này không liên quan đến ghi chép trước kia. Ta dám khẳng định có hung thủ. Hơn nữa ta biết hắn là ai. Đứng lại, các ngươi làm gì vậy? Gọi ông tiểu thư các ngươi ra đây. Thẩm Bộ Khoái, đến đây có việc gì? Ta muốn dùng hiềm nghi mưu sát Dung Tẩu để bắt ông. Cô nói gì ta không hiểu. Dung Tẩu chết là sao? Chết thế nào vậy? Bà ấy ngã lên dao gọt quả của chính mình. Câm miệng. Ta còn muốn dùng thêm hiềm nghi mưu sát đám người Lưu Sinh, qua phu nhân cùng với Trần Lục để bắt ông. Tại sao ta phải giết họ? Tại sao? Hỏi hay lắm. Từ hôm ta thấy ông đột nhiên xuất hiện ở hiện tượng vụ án của Lưu Sinh, ta đã nảy sinh hoài nghi với ông. Ta đột nhiên nghĩ đến ở quán rượu ông từng nói với Lưu Sinh vì việc làm ăn của bọn họ. Điều này chứng minh ông biết họ chuẩn bị làm gì ở nơi này. Đám người dùng ngoài này không chỉ muốn mở sòng bạc ở đây, còn muốn mua tất cả đất đai của Trấn Thường Lạc. Bọn họ muốn mở sòng bạc, mở cửa hàng ở đây, rút sạch tiền của các người, đuổi các người ra khỏi Trấn Thường Lạc. Chuyện này đã làm trái nguyên tắc đạo đức của các người, tuyệt đối ông không cho phép. Cho nên ông đã giết Lưu Sinh và qua phu nhân, sau đó đem thi thể họ vứt xuống vách núi, tạo ra cảnh tượng tai nạn giả. Sau đó ông đã giết chết Tống Dinh Lộc, đẩy hắn xuống hồ nước,
nhưng ông lại sơ suất. Hành vi của ông bị Trần Lục phát hiện, cho nên hôm tế tổ ông đã rời khỏi hiện trường sớm nhất, chạy đi giết Trần Lục. Trước khi Trần Lục chết, đem chuyện Lưu Sinh ép giá mua đất nói cho Dung Tẩu biết. Ông lo lắng Dung Tẩu sẽ bán cửa hàng với giá tiền cao hơn, cho nên lui dời đến cửa hàng hoa quả, dùng dao gọt hoa quả giết chết Dung Tẩu, sau đó bắn ám khí về phía ta, trốn khỏi hiện trường. Nói rất đặc sắc, nhưng tại sao ta phải giết chết Dung Tẩu? Bởi vì Dung Tẩu từng nói với ta, một vị tiên sinh ở trấn Thường Lạc ép bà ấy bán đất ở cửa hàng hoa quả. Tiên sinh đó chính là ông. Chính là ông ấy sao? Không phải chứ? Chỗ chúng ta có rất nhiều tiên sinh, tại sao không phải là ta chứ? Không sai, quả thật ta rất ghét đám người dùng hoài đến trục lợi. Nhưng chỉ cần bách tính toàn trấn chúng ta đoàn kết lại thì bọn chúng chẳng kiếm được lợi gì. Cho nên những gì cô nói chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Đừng có mà kết tội ta. Muốn có chứng cứ đúng không? Được. Trong cửa hàng hoa quả, ta đã dùng quả ảnh kiếm đâm ông bị thương. Hiện giờ trên cánh tay phải của ông hẳn có một vết thương. Sao thế này? Thẩm Bộ Khoái, chuyện này giải thích thế nào? Vậy cũng không có nghĩa những vụ án khác không có liên quan đến đâu. Chứng cứ đâu? Vậy ta sẽ lấy chứng cứ của ta ra. Cô biết ta thân là tộc trưởng ở trấn Thường Lạc, bận lên bận xuống, sao ta có thể phong thân đi giết người chứ? Ta có nhân chứng đây. Đó chính là bách tính của toàn trấn. Thẩm Bộ Khoái, cô cần hỏi thì hỏi từng người một đi, đừng có ở đây mà kết tội ta. Cô chắc chắn lúc đó Tiêu Việt ở cùng cô sao? Chắc chắn. Về đi. Thẩm Bộ Khoái, ngươi cũng điều tra tạm tạm rồi. Có lẽ thật sự không có hung thủ. Có lẽ thật sự là tai nạn. Được rồi, ta đưa cô về nhà. Ta muốn một mình. Hôm đó có phải cô thật sự đi mua quà cho ta không? Đúng. Nhưng bây giờ trở thành vật chứng rồi. Ta đã lấy ra rồi. Đại nhân, đã bắt được hung thủ chưa? Không có hung thủ. Biết chưa? Đi thôi. Không ổn rồi, xảy ra mưu sát. Chuyện gì vậy? Con chó ngoài đường chết rồi. Cô đoán xem là ai giết? Được rồi, đừng để ý họ. Hung thủ lại không phải Tiêu Kiệt. Vậy thì ai đây? Ta cảm thấy ông ta lớn tuổi vậy rồi, chạy cũng không chạy nổi. Ông ta có thể giết nhiều người như vậy sao? Ngươi có ý gì? Cô nghĩ xem, trong tay ông ta có nhiều võ sĩ như vậy, tùy tiện phái một tên là được. Hung thủ không chỉ có một người.
Có thể thôi. Cùng ta về nhà môn. Hung thủ không chỉ có một người. Cô nói gì? Hung thủ không chỉ có một người. Cô chẳng phải cô nói Tiêu Tiên Sinh là hung thủ sao? Phải, cũng không phải. Ý cô ta nói không chỉ có mình ông ta, ông ta có đồng bọn. Thẩm Bộ Khoái, gần đây áp lực của cô quá lớn rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Nếu sáng ngày mai cũng không thể thay đổi suy nghĩ của mình, ta nghĩ ta xử lý thỏa đáng. Đại nhân, không chờ đến ngày mai được. Ta biết cô tận lực với công việc. Cô đó cùng với tên Thẩm Bộ Đầu năm đó giống y như đúc. Thẩm Bộ Đầu gì? Năm đó Thẩm Bộ Đầu kia cũng giống như cô. Vì điều tra án đã làm cho bản thân mình áp lực rất lớn. Cuối cùng sức tàn lực kiệt, không cẩn thận rơi xuống vách núi. Ông ta tên gì? Thẩm Bá Đình. Cũng là tai nạn sao? Phải. Ta không hy vọng cô chậm lên chiếc xe đổ của hắn. Trở về nghỉ ngơi đi. Rõ. Sao vậy? Không sao. Chỉ là mệt rồi. Muốn trở về nghỉ ngơi. Vậy ta đưa cô về. Ta muốn đi dạo một mình. Có bạn cũ từ xa đến. Thẩm Bộ Khoái. Sao vậy? Là Triệu Tiên Sinh muốn giết ta. Không sao chứ? Là đó đã cứu ta. Pháo qua được bắn ra từ hướng võ quán. Mấy vụ này khẳng định có liên quan đến Tiêu Kiệt và hội trưởng đảo. Ta đi bắt hung thủ về. Ta đi cùng cô. Không. Ngươi về gia môn, gọi mấy người bọn họ cùng giao đến. Được. Chí Tự Đạo. Chí Tự Đạo. Căn cứ Tự Đức. Căn cứ Tự Đức. Dựa vào bản thân. Dựa vào bản thân. Giao du từ nghệ. Giao du từ nghệ. Không tu đức. Không tu đức. Không học nói. Không học nói. Chính nghĩa không thể mất. Chính nghĩa không thể mất. Không thiện không thể sửa. Là nỗi lo của ta. Tin tức tốt. Thẩm Bộ Khoái kia đã bị chúng ta giết chết. Ngày mai cô ta sẽ phát hiện giáp ngã trong phòng mình. Bị ngã gãy cổ. Từ nay về sau, chúng ta có thể kê cao gối yên tâm mà ngủ rồi. Khiến các ngươi thất vọng rồi. Vậy mà cô không chết. Thẩm Độc Tiên Bộ Khoái trống thường lạc. Bây giờ dùng tội giết người bắt các ngươi về quy án. Dựa vào đâu? Trống thường lạc chỉ có hội trưởng lão mới có thể quản lý. Câm miệng. Các ngươi không có quyền này. Càng không có quyền giết người. Bọn ta là gì tốt cho nơi này? Bọn họ muốn phá hoại cuộc sống yên ổn của chúng ta. Lưu Đại Trạng Sư và Qua Phu Nhân cấu kết ngoại tình gọi là dâm. Bọn họ hát kịch bừa bãi, bôi nhọ những khúc kịch nổi tiếng gọi là bất trung.
Trần Lục bịa đặt nói nhảm trong tiểu thuyết, dần có cuộc sống của bách tính, gọi là nhiều đời. Đám người Tống Dinh Lộng mở sòng bạc, mưu cầu trục lợi. Ta thân là tộc trưởng, tuyệt đối không để xảy ra những chuyện như vậy. Vậy Dung Tẩu thì sao? Bà ấy là người của hội trưởng lão các người. Phản bội hội trưởng lão gọi là bất nghĩa. Ta thấy các người điên hết rồi phải không? Thẩm Bộ Khoái, ngay cả cô cũng có thể nhìn ra mưu đồ của họ. Nếu ta không ra tay ngăn cản, vậy thì ta mới điên rồi. Theo ta về Nha Môn. Về Nha Môn cũng vô dụng. Đại nhân, ta nên sớm nghĩ ra cô là con gái của Thẩm Bá Đình. Cha ta, ban đầu ta và cha cô như nhau, cho rằng tất cả đều nên tuân theo dương pháp. Trước khi phu nhân ta xảy ra chuyện, ta còn cùng cha cô đi thuyết phục hội trưởng lão để bọn họ tiếp nhận đám người dùng ngoài này. Nhưng kết quả thì sao? Một ngày phu nhân ta bắt gặp chúng đang đánh cướp tiền trang, bọn họ chúng liền giết chết nàng ấy. Ta muốn báo thù cho nàng ấy nên đã giết sạch bọn chúng, một kẻ cũng không để lại. Nhưng cha cô thì sao? Hắn nói thế nào? Hắn nói ta đã xúc phạm dương pháp, muốn đối ta về trị tội. Nực cười. Một người đã giết kẻ ác, nếu cũng coi như xúc phạm dương pháp, vậy ta còn cần dương pháp để làm gì? Cho nên người đã giết cha ta, ta không còn cách nào khác. Làm ra chuyện lớn như vậy, triều đình chắc chắn sẽ phái người đến điều tra. Ngược lại ta không sợ. Cái ta sợ là bọn chúng làm nhiễu loạn bình yên của Trấn Thường Lạc. Hay, Từ Bộ Đầu nói không sai, chỉ khi đem đám người dùng ngoài đạo đức bại hoại này đuổi ra khỏi Trấn Thường Lạc, bách tính của Trấn Thường Lạc mới có thể an cư lạc nghiệp. Ta phải trói các ngươi về trừng phạt. Thẩm Bộ Khoái, cô cho rằng bọn ta còn có thể cho cô rời khỏi đây sao? Bắt lấy. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi là người của ta, còn không mau bắt Thẩm Ngọc Thiện cho ta. Xin lỗi đại nhân, bọn ta không phải người của ngài, bọn ta là Bổ Khoái. Bộ Đầu đại nhân, quay đầu là bờ. Tói giảm. Lên. Tiêu Kiệt, ngươi mở miệng khép miệng đều nói gì tốt cho Trấn Trường An, bây giờ lại quản khốt chạy trốn. Ngươi có tư cách gì làm chức tộc trưởng này? Ngươi đã hủy đi Trấn Trường Lạc của ta. Trấn Trường Lạc không phải của ngươi, càng không phải của hội trưởng lão.
Hắn chết rồi. Chỉ đáng tiếc không thể để hắn vào đại lao. Bao lên, bao, bao lên, tất cả đi theo. Đã nghe thấy chưa? Bao lên, bao lên. Tiên trước thăm kiến đại nhân, không ngờ thẩm bộ khoái mới đến trấn Đường Lạc không bao lâu đã lập công lớn như vậy, thật sự đáng chúc mừng. Đại nhân quá khen. Lần này ta tìm ngươi là muốn điều ngươi trở về. Tại sao? Cái này à, gần đây án kiện ở Lục Phiến Môn thật sự quá nhiều, bận đến không chịu được. Dù sao ngươi cũng là người đứng đầu khảo hạch, một người có tác dụng hơn cả mấy người. Nhưng ti chức vừa bị điều đi, lại bị điều trở về, không hợp quy tắc. Quy tắc người ta định ra. Không tin, ngươi có thể hỏi xem bọn họ có đồng ý không. Đại nhân anh binh. Nhưng ti chức vẫn muốn ở lại. Tại sao? Ti chức vẫn còn công vụ phải làm. Được thôi, chờ ngươi làm xong công vụ thì suy nghĩ đến chuyện điều chức một chút. Dạ đại nhân. Ta chỉ cũng dũng cả tay. Xem ra hôm nay là không thể ngủ ngon rồi. Thê tử của ta còn chờ ta về nhà đấy. Cứ tiếp tục thế này, thê tử ta cũng không cho ta vào nhà nữa. Thẩm Mộc Thiên, Thẩm Mộc Thiên, cô là cái thá gì? Cả gan dám trang truyền thống trăm năm của trấn Trường Lạc quỷ trong một chốc. Ta không tha cho cô. Đi chết đi. Cẩn thận. Thiếu Đình, buông ta ra. Thiếu Đình, ta không thể tha cho ngươi. Thiếu Đình, Thiếu Đình, quýnh không sao chứ? Quýnh đừng dọa tôi. Ta là một bộ khoái tốt đúng không? Phải. Quýnh là một bộ khoái tốt nhất. Vậy sau này chúng ta còn có thể ở bên nhau không? Ở bên nhau, ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, cả đời không xa nhau. Được, vậy thì tốt. Thiếu Đình, Thiếu Đình, Thiếu Đình à, Thiếu Đình à. Sao quên đến đây? Sao ta không đến được? Đẹp lâu như vậy, vết thương sớm đã khỏi. Bùi đến bái tế Thẩm đại nhân, sao không gọi ta đến cùng? Quên cũng đâu có quen biết, gọi quên đến làm gì? Gặp thêm vài lần chẳng phải quen rồi sao? Có phải không Thẩm đại nhân? Không ngờ cha ta là bị đồng liêu của mình giết chết. Mùi đã bắt được hung thủ rồi. Ta nghĩ linh hồn Thẩm đại nhân trên trời nhất định sẽ an nghỉ. Tối qua ta nằm mơ thấy cha ta. Ông ấy bảo ta nhất định phải làm một bộ khoái tốt, tận tâm tận lực. Vậy ông ấy không nói gì khác nữa sao?
什么？cái gì？比如说，ví dụ như，找个好婆家，tìm một vợ chồng tốt gì đấy。没有啊。không có。hôm đó lúc ta sắp chết，có phải đang nằm trong lòng muội không？có phải muội đã nói với ta hai chúng ta cả đời này không xa nhau không？muội cho ta biết thật hay giả？Quỳnh cút đi. Thẩm Ngọc Thiền, Thẩm Ngọc Thiền.